Xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của G Nails. Hôm nay chúng ta sẽ làm một bộ móng tay với chủ đề là Valentine, gồm có hạt đá và những kim tuyến hồng. Trước tiên mình sẽ gỡ hết những cái đá mà mình đính lần trước mình làm cho khách. Vì đá bám khá là chặt cho nên mình phải dùng cây kềm thật là cứng để mà gỡ hết cái lượng đá ra. Sau đó chúng ta sẽ chạy cho móng tay thật là mỏng. Vì khi móng tay mình chạy càng mỏng thì cái bột mới mình đắp lên nó sẽ đẹp hơn, nó không bị quá cộm, quá thô. Sau khi đã chạy móng tay thật là mỏng xuống, mình sẽ sử dụng một cục đầu nhám. Mình chạy lên cái phần móng thật mà nó mọc ra, cũng như làm cho nó nhám toàn bộ bề mặt móng. Công đoạn chạy cho móng mỏng xuống cũng khá là nhiều thời gian. Mình không có chạy một ngón tay lâu thật lâu, mình sẽ chia nhỏ ra để như vậy nó không có bị nóng tay khách. Màu hôm nay khách yêu cầu là kim tuyến, chủ yếu màu hồng. Đầu tiên mình sẽ apply một cái lớp nhẹ clear lên móng tay thật của khách. Sau đó mình sẽ dùng cọ chấm vào trong bột clear, rồi sau đó chấm vào kim tuyến rời. Lý do mà mình chấm cái cây cọ ướt vào trong bột clear trước, sau đó mình mới dít cái phần kim tuyến rời, là bởi vì cái chính cái hạt clear, cái bột clear đó nó sẽ có độ kết dính, nó sẽ làm cho cái kim tuyến của chúng ta dính chặt hơn. Nếu như bỏ kim tuyến không, kim tuyến nó không có cái độ dính, nó chỉ là kim tuyến đơn thuần. Bởi vì kim tuyến này chưa có được pha đó mọi người. Khi mình mua về nó còn y trong hũ là nó rời rạc như vậy, nó không có cái độ kết dính, nó sẽ bị rớt ra hết. Đó là lý do tại sao mình lại nhúng cái cọ ướt vào trong bột clear trước. Vì clear nó là sẽ làm kết dính, nó làm dẻo, nó sẽ bám chặt cho cái những cái kim tuyến của mình được hoàn toàn bám chặt ở trên móng tay của khách. Sau khi bỏ những cái clear, những hình trái tim, những cái hình theo khách yêu cầu để muốn giữ cho cái kim tuyến nó không bị rớt ra, mình sẽ phủ lên trên một lớp clear như bạn đang nhìn thấy ha, để bảo vệ cái lớp bên dưới mình mới vừa làm xong. Ở ngón tay giữa nó bị mẻ một góc cho nên mình sẽ sử dụng bột clear để fill cái chỗ mẻ đó trước khi mình bỏ màu lên. Thì cái việc fill này cũng rất là đơn giản, mình chỉ cần đắp
trồi ra, rồi sau đó mình canh ở bên dưới nó vòng cung lại, đừng để cho nó tràn lên móng tay da thật của khách là được.
Và đây là kết quả cuối cùng của chúng ta. Cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi nhé. Xin hãy đăng ký kênh để cập nhật thêm những video mới. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.